Sáng ngày 4 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu ngày làm việc thứ hai, phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong đại án Việt Á. Khoảng 7 giờ sáng, các bị cáo lần lượt được cảnh sát dẫn giải tới tòa. Trong đại án Việt Á, các bị cáo bị xét xử về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Cựu giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến tới hầu tòa sáng nay. Tại lối vào diễn ra phiên tòa xét xử đại án Việt Á, an ninh được thắt chặt, hoạt động ra vào đều được kiểm soát.